Hello mọi người, lại là Bambi nha, nhớ đây. Rất nhiều bạn còn chưa biết cách mở trứng hay là làm sao để thú cưng lớn lên, làm sao để thú cưng tỏa sáng. Thì hôm nay sẽ là một video dành cho newbie nha mọi người. Có hai cách để mở trứng. Cách một là chúng ta hoàn thành 4 lần nhu cầu của bé. Thì ở lần thứ tư sau khi mà hoàn thành nhu cầu thì trứng sẽ được nở ra nha. Cách thứ hai, chúng ta sẽ dùng thảm thú cưng để mở trứng. Sử dụng túi đồ ăn trong thảm bé thì sẽ mở trứng chỉ trong vòng 5 giây thôi. Lại ra con mèo này nữa. Khi các bạn nuôi thú cưng bằng hai cách trên thì sẽ tích được cái điểm trái tim nhỏ dành cho thú cưng. Sau đó thì thú cưng sẽ lên cấp. Ở đây thì con thú cưng của mình đang ở cấp thứ 3, sắp lên cấp thứ 4. Và bây giờ mình sẽ cho con thú cưng của mình lên cấp thứ 4 luôn. Thì các bạn thấy đó, khi thú cưng lên cấp thứ 4 thì thú cưng sẽ lớn lên như thế này. Và khi chúng ta tiếp tục nuôi thú cưng thì thú cưng sẽ được lên cấp thứ 5. Và khi bạn hoàn thành hết cấp thứ 5 là cấp cao nhất của thú cưng thì thú cưng sẽ tỏa sáng như thế này nha. Cùng với đó thì chúng ta sẽ mở khóa được hết những cái trò mà thú cưng chơi với bạn. Mình hy vọng rằng với video này thì các bạn sẽ hiểu hơn về cách thức nuôi thú cưng trong game Play Together. Video của mình tới đây là hết rồi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và đón xem những video mới nhất của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc gì hãy cứ hỏi mình ở phần bình luận, mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả. Và tất nhiên là không thể quên yêu mọi người nhiều lắm.